Thưa quý vị, thưa các bạn, hành trình ước mơ cho em kỳ này xin được kể câu chuyện về nghị lực vượt khó của em Nguyễn Thị Kim Thanh, lớp 10A1, trường Trung học phổ thông Lý Nhân Tông, huyện Ý Yên. Chỉ trong vòng 8 tháng ngắn ngủi, Thanh đã lần lượt mất cha rồi mất mẹ, hai người thân yêu duy nhất của em. Hiện tại Thanh đang được cậu mợ ruột kêu mang nuôi dưỡng. Nhưng tương lai phía trước với bao khó khăn trắc trở khi Thanh chọn con đường học tập để lập thân lập nghiệp sau này. Chúng tôi đến thăm ngôi nhà trước kia vốn là mái ấm hạnh phúc, tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình yêu thương của gia đình em Kim Thanh. Giờ đây xung quanh cây cối mọc tùm, không có người chăm sóc thường xuyên, chỉ có bát nhang đặt trên bàn thờ cha mẹ Thanh là luôn gọn gàng, được chăm sóc cẩn thận. Trước kia mẹ Thanh vốn là thiếu nữ xinh xắn có tiếng ở làng. Sau khi đi thanh niên xung phong về địa phương, cũng là lúc đã qua tuổi thanh xuân đẹp nhất. Cha mẹ em đến với nhau khi tuổi đã ngoài 40. Không lâu sau thì sinh được bé gái xinh xắn đáng yêu, hạnh phúc được nhân lên gấp bội. Kim Thanh lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Không may năm 2016, tai họa liên tục ập đến với gia đình em. Mẹ em phát hiện mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, và cũng không lâu sau đó thì bố em đột ngột qua đời. Bắt đầu là nghỉ hưu, sau nghỉ hưu được 2 tháng là chị bị thì là anh em cũng cho chị đi bệnh viện khám chữa, nhưng mà vì điều kiện chị đã phát hiện quá muộn, là ở cuối giai đoạn 3 và đầu giai đoạn 4, thế là không có thể chạy chữa được, thì thôi thì là cũng hỏi ý kiến của chị, thì là chị cũng bảo là điều kiện gia đình bây giờ cũng không có điều kiện mà lại còn cháu đó, thì thôi thì là cho chị về nhà để anh em cùng với chị là chạy chữa thuốc men, là chữa thuốc nam. Sự ra đi đột ngột của bố đã khiến mẹ Thanh suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Vừa phải chiến đấu với nỗi đau về thể xác của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, lại vừa chịu những đau đớn về tinh thần, đã khiến cho bệnh tình của mẹ em càng ngày càng nặng thêm. Và không lâu sau đó, mẹ em đã vĩnh viễn ra đi. Thế là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em cũng không còn khi nỗi đau mất cha còn chưa kịp nguôi ngoai. Người mẹ thương yêu đã theo cha ra đi, để lại một mình Thanh mồ côi, không nơi nương tựa. Chỉ trong vòng 8 tháng, vừa mất cha lại vừa mất mẹ. Thời gian đó đối với Thanh là những nỗi ám ảnh, nỗi cô đơn, lo sợ luôn thường trực. Lúc đấy gia đình cháu rất là khó khăn, cháu cảm thấy rất là sốc vì cùng lúc hai người đều mất. Thì sau năm tháng 11 năm 2016 là bố cháu Nguyễn Thị Kim Thanh là bị mất. Thế là đến năm 2017 là tháng 8, mùng 4 tháng 8 năm 2017 là chị mẹ cháu cũng mất cả. Thế cái điều kiện gia đình của cháu thì rất là hoàn cảnh và khó khăn. Anh em đằng nội thì là cũng đều già và cũng không có điều kiện kinh tế. Thương hoàn cảnh của cháu nhỏ mồ côi, sợ rằng cháu còn thơ dại, không có người dạy dỗ, kèm cặp, lại lang thang nay đây mai đó, dễ hư hỏng sa ngã, nên cậu mợ ruột của Thanh đã đón em về thay cha thay mẹ chăm sóc nuôi nấng. Hoàn cảnh gia đình cậu mợ cũng không mấy dư giả. Trước đây còn khỏe mạnh thì ngoài làm ruộng, cậu mợ còn buôn bán thêm ở nhà, cũng còn có đồng ra đồng vào. Nhưng cũng đúng vào năm bố mẹ Thanh mất, cậu em lại không may bị tai nạn lao động nên sức khỏe yếu. Mợ lại thay chồng gánh vác việc nhà. Gia đình bốn miệng ăn lại kêu mang thêm cháu nhỏ. Cuộc sống chật vật hơn nhiều, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng với trách nhiệm của mình và thương cháu thiệt thòi, cậu mợ luôn hết lòng lo lắng chăm lo và cho cháu được học hành bằng chúng bằng bạn, để cháu có đủ hành trang bước vào cuộc sống, lập nghiệp sau này. Vì vậy, cuộc sống của Thanh cũng đỡ tủi cực hơn khi may mắn có được người cha người mẹ và ngôi nhà thứ hai của mình. Cũng cháu có hay thường ra hỏi han và chia sẻ động viên, cháu cảm thấy cậu mợ tốt, đối xử cháu coi cháu như là con. Cái điều kiện hoàn cảnh của cháu thì nó khổ quá rồi. Thế bây giờ mà nếu như tôi cũng không, cũng như mọi người cũng không có trách nhiệm đối với cháu, thì tôi cũng không nghĩ là cháu nó sẽ đi về đâu, ở đâu được. Thế nên là thôi thì lúc
Trước khi chị mất thì tôi cũng bảo là chị cũng có ý kiến ra, thì mọi người đều lý do như vậy. Thế thì tôi bảo là thôi chị cứ yên tâm, số phận của chị thì chị chấp nhận, chị ra, cho cháu ra đây ở với chúng em, vợ chồng chúng em. Tôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Từ giờ phút này trở đi thì em sẽ hứa với chị là em coi cháu Thanh cũng như con của em. Khả năng em lo được đến đâu thì em lo. Mặc dù đã cố chôn chặt nỗi đau khi cha mẹ không còn nữa, nhiều khi em cũng mong muốn có một phép màu, được có một mái ấm, ở đó có cha có mẹ, một gia đình hạnh phúc. Nhưng có lẽ chính bởi đã sớm chịu đựng và biết vượt qua những biến cố trong cuộc sống đã tôi luyện cho Thanh có được nghị lực và sức mạnh phi thường, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên. Có thời gian việc học của em tưởng chừng như phải bỏ giờ, nhưng được sự động viên của cậu mợ, bà con trong xóm, thầy cô và các bạn, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, là nguồn động lực để em quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Các thầy cô giáo ở trường Lý Nhân Tông và đặc biệt là tập thể lớp 10A1 luôn yêu mến và coi Thanh là tấm gương vượt khó đáng khâm phục. Ở trong lớp thì bạn Thanh là một người rất hòa đồng, thân thiện. Bạn là một người học khá tốt và thường xuyên giơ tay xây dựng phát biểu, xây dựng bài, thì làm cho tiết học cũng thêm phần thú vị. Nhưng mà dạo gần đây thì các bạn kể thì em nghe mới biết là bạn sống cùng cậu mợ, bố mẹ bạn thì đã mất. Thì em thấy bạn là một người có tính nghị lực rất cao. Và tham gia công tác văn nghệ đầu năm là em cũng tôi cũng cùng với lại các em học sinh lớp 10A1 là tham gia chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho buổi lễ khai giảng. Em là hướng dẫn cho các bạn để các bạn ấy có một tiết mục múa trong ngày khai giảng. Trường hợp của em rất là khó khăn thì trong thời gian vừa rồi tôi cũng đề nghị với ban lãnh đạo nhà trường thì các thầy cũng rất là quan tâm đến em. Nhà trường có thể là cũng sẽ tạo điều kiện về thứ nhất là về tinh thần, thứ hai là về có thể là về vật chất để làm sao cho em vẫn có tiếp tục có thể theo học. Tiếp bước cho em trên con đường học tập, nhà trường, thầy cô giáo và tập thể lớp 10A1 đã luôn đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ về tinh thần và vật chất để Thanh vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm thiện nguyện Thiên Trường Nam Định đã kêu gọi quyên góp ủng hộ cho em suất học bổng mỗi năm 4 triệu đồng. Phần học bổng này sẽ tiếp tục được trao cho Kim Thanh đến hết năm học lớp 12 nếu em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Số tiền tuy không nhiều, nhưng với hoàn cảnh của Thanh thì có giá trị lớn về mặt vật chất cũng như tinh thần để em tự tin bước tiếp trên con đường tiếp cận tri thức, thực hiện mơ ước của mình. Thành công chỉ đến với những người biết phấn đấu, vượt lên chính mình, và chắc chắn rằng thành công sẽ chờ đợi Nguyễn Thị Kim Thanh ở phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ước mơ cho em kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.